Hôm nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội thảo Giải pháp cấp thiết bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua hội thảo, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã đưa ra định hướng, giải pháp về thủy lợi, công nghệ xây dựng cho các công trình cơ sở hạ tầng, đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhận định về xu thế lượng nước mùa mưa lũ về đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ nhận định, từ năm 2012 đến nay, miền Tây không còn lũ lớn, lũ trung bình, lũ nhỏ gia tăng, đồng nghĩa tình trạng thiếu nước trong mùa mưa lũ và khả năng dự trữ nước cho mùa khô trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt xâm nhập mặn sâu hơn vào đất liền trong mùa khô, nhất là những năm xuất hiện hiện tượng El Nino. Tuy nhiên, xu thế thiệt hại do hạn mặn đang giảm do người dân chủ động trong các giải pháp ứng phó. Cụ thể, một ước tính chưa đầy đủ trong năm 2024, tác động hạn mặn đến sản xuất nông nghiệp khoảng 20.000 hecta, số hộ dân thiếu nước sinh hoạt khoảng 40.000 hộ. Từ thực tế đó, để nâng cao năng lực cung ứng nước ngọt, nhân trọng các mô hình sinh kế và đổi mới sáng tạo hay giải pháp chuyển đổi kinh tế xanh kết hợp nâng cao sức chịu đựng của doanh nghiệp giúp vùng đất này hóa giải các thách thức trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. Thưa quý vị, sử dụng thuốc giảm đau có chứa thành phần corticoid trong thời gian dài có thể khiến bệnh nhân bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, trong đó phổ biến nhất là tình trạng suy thượng thận. Mặc dù sự việc này đã được các bác sĩ cảnh báo nhiều lần, tuy nhiên hiện có không ít trường hợp chủ quan, tự ý dùng thuốc. Cho đến khi nhập viện thì đã xuất hiện nhiều biến chứng nặng nề. Bệnh nhân này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng phù toàn bộ phần mặt sau khi liên tục tiêm thuốc giảm đau để điều trị thoái hóa khớp tại một phòng khám tư ở thành phố Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà đã bị suy tuyến thượng thận nặng. Tức là trong 3 ngày là tiêm 4 mũi. Sau đấy thì sau tiêm 4 mũi một cái là nó bị suy tuyến thượng thận. Đấy, tức là toàn cái mặt này này nó to tròn ra. Đấy, như một cái thớt luôn. Thế xong rồi hai má này nó đỏ hết, cổ kia nó đỏ hết lên. Còn bệnh nhân này cũng có triệu chứng tương tự vì suy tuyến thượng thận. Đây là hậu quả của việc sử dụng thuốc corticoid kéo dài. Trước đó bà thường đi mua thuốc về để tự điều trị. Thế là tôi tự đi mua thuốc. Thuốc viên nó 20 viên một gói ấy, uống thì bà cũng không thấy nó đỡ, mà cứ càng ngày chân tôi cứ thấy nó cương lên. Corticoid là nhóm hoạt chất có tác dụng kháng viêm mạnh, chống dị ứng, ức chế miễn dịch được sử dụng để điều trị trong nhiều bệnh lý khác nhau. Do sự đa dạng trong tác dụng, corticoid thường được kê đơn và sử dụng rộng rãi. Thậm chí rất nhiều người đã tự dùng các loại thuốc, chế phẩm có chứa corticoid mà không thông qua thăm khám của bác sĩ. Tuy nhiên, việc lạm dụng hoạt chất này kéo dài có thể gây nhiều hệ lụy nguy hiểm. Bởi vì cái giảm đau nhanh đó nó giảm về triệu chứng, chứ không phải là điều trị bệnh. Đi kèm theo với các cái tác dụng phụ của chính bản thân cái kỹ thuật tiêm nếu không được đảm bảo. Ví dụ như bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn trong quá trình thực hiện tiêm. Thứ hai là bệnh nhân sẽ có thể xuất hiện các cái triệu chứng của các cái biến chứng do các cái thuốc nếu chúng ta dùng không đúng. Các bác sĩ cảnh báo, việc dùng thuốc có chứa corticoid cần được chỉ định và giám sát bởi các bác sĩ chuyên môn. Tùy tình trạng bệnh, mỗi bệnh nhân sẽ có liệu pháp và liều lượng cụ thể. Nếu tự ý sử dụng và lạm dụng, có thể đe dọa đến tính mạng của người dùng. Thưa quý vị, trước tình trạng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, hàng trăm tình nguyện viên dự án tuyến đường Bình Yên đã cùng chung tay dặm vá đường vào lúc đêm xuống. Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng. Khi màn đêm buông xuống, các thành viên của dự án tuyến đường Bình Yên lại cùng nhau tụ họp, tập kết vật liệu để chuẩn bị cho hành trình vá đường xuyên đêm. Các thành viên của dự án đa dạng về nghề nghiệp và lứa tuổi, họ là những chiến sĩ công an, giáo viên, sinh viên cho đến những nông dân có cùng chí hướng. Không quản công việc nặng nhọc, bụi bẩn, không được trả công cho những việc đang làm, nhưng họ vẫn kiên trì với mục tiêu của mình, lan tỏa việc làm tốt đẹp cho cộng đồng. Ban ngày thì tôi đi làm việc ở cơ quan, ban đêm thì tôi cùng với con trai của mình cùng tham gia chung với cái nhóm dự án tuyến đường Bình Yên, giúp làm đẹp lại những cái con đường để cho mọi người lưu thông được an toàn hơn và giúp lan tỏa những cái công việc tốt đẹp đối với cộng đồng, với cái tinh thần cống hiến và phụng sự.
Trong quá trình vá đường, dự án tuyến đường Bình Yên nhận được sự hỗ trợ của người dân trong việc kéo điện, bơm nước, trộn vữa. Một số người dân đã hỗ trợ nước uống, tặng trái cây cho các thành viên dự án dùng trong lúc giải lao. Cũng không ít người dân thấy việc làm ý nghĩa của dự án đã góp sức cùng làm để đoạn đường nhanh chóng được sửa chữa. Trước khi mà có cái đội tình nguyện này đến làm thì đường nó xuống cấp rất là nhiều, rất là khó đi. Bà con ở đây cảm ơn nhiều, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Và cũng ra để phụ với anh em một chút thôi. Chứ còn thực sự ra bà con ở đây cũng có một số hộ khó khăn cho nên là cũng không có đủ kinh phí để tự sửa chữa. Dự án tuyến đường Bình Yên bắt đầu hình thành và hoạt động từ tháng 9 năm 2023. Trước khi dặm vá các ổ gà, ổ voi, các thành viên đã tiến hành khảo sát những tuyến đường bị hư hỏng và tiến hành kêu gọi, vận động kinh phí sửa chữa. Đến nay, dự án tuyến đường Bình Yên đã thực hiện 19 đợt vá đường với chiều dài hơn 30 km đường giao thông tại các huyện, thành phố của tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành sửa chữa những con đường sớm nhất, có những đêm nhóm kết thúc công việc vào gần sáng ngày hôm sau. Với họ, hạnh phúc đơn giản là được làm việc ý nghĩa, lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng.